Đảo Phú Quốc với những cảnh quan tuyệt đẹp, cùng với non núi, sông nước và tất nhiên là không thể không kể đến những bãi biển tuyệt đẹp, những khu vui chơi giải trí cực kỳ hoành tráng. Nếu như các bạn đi du lịch Phú Quốc trong thời gian này, nhất định đừng bỏ qua 10 địa điểm du lịch Phú Quốc nổi tiếng nhất này nhé. Đầu tiên là VinWonders Phú Quốc. VinWonders Phú Quốc là thương hiệu vui chơi giải trí của tập đoàn Vinpearl. VinWonders Phú Quốc hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi hấp dẫn nhất của du lịch Phú Quốc trong những năm tới đây. Khu vui chơi giải trí công viên chủ đề VinWonders nằm tại địa chỉ Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. VinWonders là công viên chủ đề với quy mô cực kỳ lớn. Theo thông tin từ Vinpearl Phú Quốc, thì VinWonders được chia thành 6 khu tương ứng với 6 chủ đề khác nhau. Đầu tiên là khu cảm giác mạnh, chủ đề thế giới phiêu lưu. Khu thứ hai là khu công viên nước, chủ đề thế giới lốc xoáy. Khu thứ ba là khu lâu đài trung tâm với chủ đề châu Âu trung cổ. Khu thứ tư là khu cổ tích với chủ đề thế giới diệu kỳ. Khu thứ năm là khu Viking là chủ đề ngôi làng bí mật và còn một số khu sắp khai trương cực kỳ hoành tráng nữa. VinWonders Phú Quốc với diện tích lên đến gần 50 ha với 6 phân khu chủ đề đặc sắc cho lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. VinWonders Phú Quốc với gần 100 trò chơi với những trải nghiệm chỉ có tại VinWonders như là tàu lượn nhanh bậc nhất thế giới hiện nay, show diện đẳng cấp sánh ngang với các công viên hàng đầu trên thế giới. VinWonders Phú Quốc là khu công viên nước lớn nhất Đông Nam Á với hai đường trượt khủng nhất Việt Nam và bể tạo sóng siêu to khổng lồ. VinWonders Phú Quốc với khu thủy cung chính là bể chính thuộc top 5 bể lớn nhất trên thế giới. Có một số thông tin là VinWonders Phú Quốc được tư vấn và xây dựng bởi những đối tác hàng đầu trên thế giới, có kinh nghiệm tạo nên các công viên chủ đề hàng đầu trên thế giới như là Quantum, Legacy, AAT. VinWonders Phú Quốc sẽ mang đến hàng nghìn trải nghiệm hấp dẫn dành cho những gia đình, cặp đôi và nhóm bạn. Giá vé vào cổng của VinWonders Phú Quốc hiện nay như sau. Người lớn là 750.000 đồng một vé, được sử dụng tất cả các trò chơi. Trẻ em cao từ 1m đến dưới 1m4 là 500.000 đồng một bé, cũng được sử dụng cho tất cả các trò chơi. Nếu trẻ em dưới 1m thì sẽ được miễn phí hoàn toàn. Còn giá vé combo của VinWonders Phú Quốc và khu vườn thú Safari, người lớn là 1 triệu đồng cho một vé. Trẻ em cao từ 1m đến dưới 1m4 là 800.000 đồng một vé, còn trẻ em dưới 1m là được miễn phí. Còn nếu như các bạn muốn mua được giá vé rẻ hơn, được chiết khấu nhiều hơn thì đừng quên liên hệ ngay với blog du lịch để mua vé VinWonders giá rẻ nha. Khu vui chơi thứ hai đó chính là Vinpearl Safari Phú Quốc. Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc là một trong hai dự án đẳng cấp của tập đoàn Vingroup trên đảo Phú Quốc. Với diện tích gần 380 ha, Vinpearl Safari Phú Quốc là vườn thú bán hoang dã duy nhất tại Việt Nam hiện nay với tập trung gần 3.000 cá thể động thực vật sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn toàn vẹn về thế giới tự nhiên. Trong hầu hết các tour Phú Quốc trọn gói như là tour Phú Quốc 4 ngày 3 đêm, tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm v.v. đều không thể thiếu điểm tham quan hấp dẫn Vinpearl Safari Phú Quốc. Nếu du khách đi du lịch Phú Quốc theo nhóm bạn hoặc là tự túc thì hãy thuộc lòng ngay những kinh nghiệm khám phá vườn thú Safari ngay dưới đây nha. Các bạn nên đi Vinpearl Safari Phú Quốc vào buổi sáng sớm thì sẽ thấy được nhiều thú hơn. Đi buổi trưa thì thú nắng không thèm ra ngắm mình đâu. Các bạn cũng nên chú trọng đi vào khu bán hoang dã trước. Nếu còn thời gian thì hãy khám phá khu bên ngoài. Các bạn cũng nên chú ý kỹ thời gian biểu diễn động vật và biểu diễn Zulu Dance. Nếu các bạn đi cùng với trẻ em nhỏ hơn 6 tuổi và muốn chụp hình cùng với động vật thì hãy bế bé trên tay và mua một vé thôi. Hai bố con chụp chung cũng chẳng sao, kêu mẹ vô chụp giúp. Nếu các bạn vô một mình thì cũng không có ai rảnh đi chụp giúp các bạn đâu. Nếu các bạn có em bé nhỏ thì hãy nhớ mang theo đồ ăn cho các bé. Mặc dù Safari Phú Quốc cấm mang đồ ăn vô, nhưng mà đồ ăn của bé thì mình có quyền mang theo nha. Nếu như trong đoàn của mình có người già thì hãy mua vé xe điện tham quan khu zoo với khoảng 100.000 đồng. Các bạn đi mấy vòng cũng được, miễn là đứng đúng điểm chờ. Chứ người già thì không đi bộ nổi trong cái khu này đâu, rộng lắm. Các bạn cũng nhớ là hãy mang theo xe đẩy em bé hoặc là ô dù nếu có nha. Địa điểm du lịch thứ ba đó chính là cáp treo Hòn Thơm. Không cần phải đợi đến những chiếc thủy phi cơ xa xỉ, các bạn cũng có thể thu gọn biển trời bao la trong tầm mắt. Hãy đến với Phú Quốc ngay để trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm vượt biển và cùng thực hiện hóa ước mơ được bay lên không trung và ngắm nhìn đại dương. Cáp treo Hòn Thơm có chiều dài cực kỳ khủng khiếp, đó chính là 7.899,9m. Đây là chiều dài lớn nhất được xác lập về tuyến cáp treo 3 giây vượt biển trên thế giới. Với độ dài cáp treo Hòn Thơm nêu trên thì để đi hết một lượt ga từ ga An Thới sang ga Hòn Thơm sẽ mất khoảng từ 20 đến 25 phút di chuyển. Như vậy để di chuyển hết tuyến cáp treo này, các bạn cần đến gần 1 tiếng đồng hồ. Đây là một con số không hề nhỏ chút nào đâu. Cáp treo Hòn Thơm sẽ đưa các bạn đến với một hành trình du ngoạn kỳ thú từ trên cao để thu vào tầm mắt 360 độ vẻ đẹp của Nam Phú Quốc. Khi bước xuống cáp treo, các bạn sẽ được thỏa sức tận hưởng bãi tắm cát trắng mịn, nước trong veo bên rừng già hoang sơ. Nhiều dịch vụ và trò chơi trên biển mới tại SeaWorld Hòn Thơm Metro Park.
trong giai đoạn đầu như là kéo dù, phao chuối, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới đáy biển, chèo thuyền kayak v.v. hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ nghỉ khó quên. Tuyến cáp treo Hòn Thơm hay còn gọi là tuyến cáp treo ra Hòn Thơm nằm tại phía nam Phú Quốc, thuộc bãi đất đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Từ thị trấn Dương Đông thì các bạn di chuyển theo hướng nam, mất khoảng 22 km sẽ đến được với tuyến cáp treo Phú Quốc này. Tuyến cáp treo nối An Thới với Hòn Thơm, bắc qua Hòn Dừa, Hòn Rỏi thuộc quần đảo An Thới. Vì vậy, nếu có dịp đi du lịch Phú Quốc trong thời gian này, đừng quên mua ngay cho mình một vé cáp treo Hòn Thơm nha. Hiện tại vé cáp treo Hòn Thơm đang bán với hai loại vé duy nhất. Đầu tiên, đó là vé cáp treo Hòn Thơm và khu công viên nước Aquatopia với giá vé vào cổng là 400.000 đồng cho một người lớn và 300.000 đồng cho trẻ em từ 1m đến dưới 1m4. Còn nếu các bạn muốn mua trọn combo, bao gồm cả vé công viên nước, vé cáp treo 2 chiều và ăn buffet trưa tại nhà hàng Ba Miền thì các bạn phải trả mức chi phí là 600.000 đồng cho một người lớn và 300.000 đồng cho trẻ em. Nếu các bạn muốn mua vé cáp treo Hòn Thơm giá rẻ thì có thể liên hệ ngay với blog du lịch. Các bạn sẽ được chiết khấu lên đến gần 100.000 đồng cho một vé. Địa điểm du lịch Phú Quốc thứ tư đó chính là khu công viên nước Aquatopia. Công viên nước Aquatopia cũng thuộc khu công viên giải trí Hòn Thơm Natural Park. Nhưng vì sao mà blog du lịch lại tách riêng nó ra thành một địa điểm riêng? Bởi vì khu công viên nước Aquatopia thực sự là một địa điểm du lịch Phú Quốc rất đặc sắc mà các bạn khi đến Phú Quốc không nên bỏ qua. Khu công viên nước Hòn Thơm này đã đi vào hoạt động từ hồi tháng 12 năm 2019 và được đặt tên là Aquatopia Waterpark. Đây là khu công viên nước hiện đại nhất Đông Nam Á. Cùng với cáp treo Hòn Thơm thì đây là một trong những điểm vui chơi hàng đầu của Phú Quốc. Aquatopia Waterpark là khu công viên nước giải trí tại Hòn Thơm. Aquatopia là điểm nhấn của toàn thể khu vui chơi Hòn Thơm Natural Park. Khi đến với Aquatopia, các bạn sẽ phải hoàn toàn choáng ngợp khi bước chân vào cổng của khu vui chơi này. Khu công viên nước Hòn Thơm thuộc quần thể dự án vui chơi giải trí Sun World Hòn Thơm Natural Park. Hiện tại thì nếu các bạn mua vé vào cổng khu công viên nước Aquatopia thì chỉ áp dụng một vé vào cửa duy nhất. Sau đó khi các bạn mua vé xong thì các bạn có thể hoàn toàn tham gia vào tất cả các trò chơi trong khu công viên nước này mà hoàn toàn không bị phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào. Ngoài ra thì từ Nam đảo Phú Quốc, để các bạn có thể di chuyển đến Hòn Thơm khám phá khu công viên nước Aquatopia thì các bạn sẽ có một chuyến hành trình 15 phút di chuyển bằng cáp treo Hòn Thơm là cáp treo 3 giây dài nhất trên thế giới với chiều dài là 7.899,9m. Một điều rất đặc biệt là khu công viên nước này có hơn 20 trò chơi cảm giác mạnh cho trẻ em và cả người lớn. Vì vậy, dù các bạn là người lớn hay trẻ em thì cũng đừng quên tham quan vui chơi giải trí tại khu công viên nước này mỗi khi có dịp ra Hòn Thơm Phú Quốc tham quan nha. Địa điểm du lịch Phú Quốc thứ 5 đó chính là Chùa Hộ Quốc Phú Quốc. Chùa Hộ Quốc Phú Quốc hay còn gọi là Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc là một trong những địa điểm hấp dẫn du khách gần xa, không chỉ về vấn đề tâm linh mà còn vì phong cảnh nơi đây quá tuyệt đẹp. Chùa Hộ Quốc hay còn gọi là Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc là ngôi chùa lớn và yên tĩnh bậc nhất tại hòn đảo này. Chùa Hộ Quốc được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất trên đảo Phú Quốc, thậm chí gần như lớn nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với diện tích khoảng 12 hecta. Khi tham quan chùa Hộ Quốc là một hành trình không thể thiếu khi lựa chọn du lịch ở Phú Quốc, nhất là trong những gói tour du lịch Phú Quốc chọn gói giá rẻ của rất nhiều công ty du lịch Phú Quốc. Có nhiều khách cứ băn khoăn là không biết có nên đi chùa Hộ Quốc hay không. Thì nếu mà xét về yếu tố địa hình và phong cảnh tham quan thì chùa Hộ Quốc chính là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất trên đảo Phú Quốc. Khi các bạn đi du lịch Phú Quốc có đến tham quan chùa Hộ Quốc thì hãy cầu nguyện bình an, sức khỏe, sự nghiệp cho mình hoặc đơn giản là có thể cầu cho một chuyến du lịch an toàn và vui vẻ hơn. Khi đến tham quan chùa Hộ Quốc, mình thì không có ý gì khác đâu, nhưng mà khi check in tại đây thì các bạn chắc chắn sẽ có những bức ảnh triệu like vì phong cảnh nơi đây quá đẹp. Với vị thế là lưng tựa núi, nhìn ra biển thì khi các bạn đã vào ngôi chùa này rồi thì dù các bạn đứng ở góc nào thì chụp hình cũng đẹp. Đường đi đến chùa Hộ Quốc cũng rất dễ đi. Từ thị trấn Dương Đông, nếu như các bạn đi theo hướng về nhà tù Phú Quốc, các bạn sẽ thấy cách đường rẽ vào bãi sau tầm khoảng 1 km. Ở bên phía tay phải sẽ có một lối rẽ rất nhỏ. Lối rẽ đó chính là đường lên chùa Hộ Quốc. Các bạn cứ đi theo con đường ven núi đó là thấy nha. Địa điểm du lịch Phú Quốc thứ 6 đó chính là bãi sau Phú Quốc. Bãi sau Phú Quốc có một bãi cát cực kỳ trắng, cực kỳ mịn và không lẫn tạp chất. Nhiều bạn thắc mắc là cát làm sao mà không lẫn chất này nọ được. Nhưng thực sự nếu như các bạn đã đến với bãi sau Phú Quốc thì sẽ thấy cát ở đây cực kỳ mịn và trắng. Cầm một nắm cát trên tay, thổi nhẹ vô là các bạn sẽ thấy những hạt cát ở đây vẫn rất mịn, không nhìn thấy tạp chất như là mùn, đất như những nơi khác. Rất nhiều du khách khi đến bãi sau Phú Quốc và lấy cát về đổ trong lương hương. Các lương hương thường được thay hàng năm và yêu cầu cực sạch để bày tỏ lòng tôn kính. Phải nói so với các bãi tắm khác ngay tại Phú Quốc thôi chứ không cần so sánh đâu xa, thì blog du lịch đều thấy nước bãi sau không bao giờ bẩn đục. Nó luôn trong và ngả xanh dưới ánh mặt trời.
Có lẽ chính do điều kiện tự nhiên đã đem đến cho bãi sao Phú Quốc có cả combo là cát trắng, biển xanh và nắng vàng. Khi nhắc đến bãi sao Phú Quốc, không thể không nhắc đến những bức hình triệu like bên xích đu, bên cây dừa đổ, hay là những phút giây thả mình trên bãi cát trắng sâu, hoặc là vui chơi cùng những đứa trẻ nghịch ngợm. Nước ở bãi sao rất là trong, bờ cát lại thoai thoải, nước không sâu, cho nên trẻ em chơi đùa thoải mái luôn. Hoặc nếu các bạn cần cảm giác mạnh, thì hãy cùng tham gia những trò chơi dù lượn, mô tô nước, phao chuối vân vân. Đường đi đến bãi sao Phú Quốc cũng rất dễ đi. Từ cảng An Thới, các bạn chạy theo đường Nguyễn Văn Cừ, hướng đi Dương Đông khoảng 3 km. Các bạn qua khu nghỉ dưỡng JVK Marriott, đi theo đường nhà tù và nhà phùng nước mắm Phụng Hưng khoảng 700m, sẽ có biển lối rẽ vào bãi sao bên tay phải. Các bạn chạy vô thêm khoảng 2 km nữa là đến bãi sao. Bãi sao Phú Quốc chính là thiên đường biển để các bạn tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời. Với bãi cát trắng dài thoai thoải hình lưỡi liềm, xung quanh là những mũi đá nhô ra biển. Cùng với nước biển xanh trong vắt quanh năm, bãi sao Phú Quốc đã trở thành khu du lịch mang vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng bậc nhất tại Phú Quốc. Đứng vị trí thứ 7 đó chính là bãi Trường Phú Quốc. Nhắc đến Phú Quốc, chắc hẳn thì ai ai cũng biết về hình ảnh của bãi sao, bãi dài bãi khem, với những bãi biển đã làm mưa làm gió trên các tạp chí báo mạng. Khi người ta nhắc đến vẻ đẹp hoang sơ của biển Phú Quốc, và một trong số các bãi biển đó phải kể đến đó chính là bãi Trường Phú Quốc. Vì nằm ở khu vực phía tây nam của đảo Phú Quốc, trải dài đến 20 km, bãi Trường nổi tiếng với vẻ hoang sơ, thơ mộng cùng với bãi cát vàng nằm bên làn nước biển xanh trong. Bãi Trường chính là điểm đến không thể bỏ qua cho du khách trong dịp du xuân Phú Quốc sắp tới này. Nếu như du khách đã từng đến du lịch Phú Quốc nhưng chưa từng đặt chân đến bãi Trường thì dịp này bỏ qua cơ hội đến bãi Trường là một điều vô cùng đáng tiếc. Nét đẹp của bãi Trường không hề kém cạnh so với bất kỳ bãi biển nào khác trên Phú Quốc mà các bạn từng đặt chân đến. Và sau này, bãi biển hoang sơ nơi đây còn có thể trở thành một trong những bãi biển đẹp, sánh ngang với sự nổi tiếng của những bãi biển khác trên đảo như là bãi sao, bãi dài v.v. Với một vẻ đẹp tinh khôi và hoang sơ, với hàng cây bóng mát phủ xuống từ những hàng dừa, đi trên hàng cát mịn êm chân, chính là một trong những điều thú vị rất riêng mà chỉ khi đến với bãi Trường các bạn mới có cảm nhận này. Màu cát vàng lấp lánh thường có cảm giác mát lạnh vào sáng sớm, và nhiệt độ càng tăng cao thì cát lại ấm lên dần, lấp lánh óng ả với cái nắng giữa trưa và mang một vẻ đẹp rất nhẹ nhàng khi hoàng hôn xuống. Và với khung cảnh thiên nhiên vô cùng tuyệt vời này thì không có lý do gì mà con người chúng ta lại bỏ qua cơ hội chiếm lấy nó. Đặc trưng rõ nét nhất của du khách khi đến với bãi Trường Phú Quốc đó chính là bãi Trường là nơi xuất hiện những dãy resort hướng biển lộng lẫy và kiêu sang. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt phòng khách sạn nghỉ dưỡng tại Phú Quốc với những căn phòng có view nhìn ra biển cực kỳ đẹp như thế này thì đừng quên khu vực bãi Trường nha. Khu vực này thì giá resort khách sạn cũng vừa phải thôi, cũng không quá đắt đâu. Tiếp theo đó chính là chợ đêm Phú Quốc. Mặc dù chỉ kéo dài trong mấy tiếng, nhưng khi họp chợ đêm Phú Quốc luôn tấp nập khách du lịch và cả người dân địa phương. Du khách đến với chợ đêm Phú Quốc có thể thỏa thích mua sắm và thưởng thức những đặc sản của đảo Phú Quốc với đầy đủ các loại hải sản tươi sống được trưng bày rất đẹp mắt. Đã nói đến chợ đêm Phú Quốc thì điều ấn tượng đầu tiên đối với những người sành điệu ẩm thực đó chính là những món ăn dân dã, những món nướng, đặc biệt là những món hải sản tươi sống mới bắt lên từ biển Phú Quốc như là các món mực luộc, ghẹ luộc, ốc luộc, cá nướng gọi cá trích, sò nướng mỡ hành, cá bớp nướng muối ớt, cháo hải sản, cơm hải sản, bánh canh chả cá v.v. Vừa tươi ngon lại cũng vừa đậm đà. Với quý vị giữ được cái hồn, cái tinh túy với cách chế biến đơn giản mang dấu ấn của một thời khai hoang. Đến chợ đêm Phú Quốc thì các bạn có thể thưởng thức được rất nhiều món hải sản đặc trưng của Phú Quốc. Các gian hàng trưng bày hải sản ra mặt tiền và có người giới thiệu nên cũng dễ dàng lựa chọn hơn. Với gần 50 gian hàng khác nhau, các bạn có thể thỏa thích lựa chọn một quán và chán thôi. Tuy nhiên, nếu chỉ đến ăn hải sản rồi thì về, đó là các bạn chưa khám phá được hết Phú Quốc rồi. Ở chợ đêm Phú Quốc còn có hàng chục quán với đồ ăn vặt đặc trưng của Phú Quốc như là kẹo chỉ, xôi nướng, đậu phộng rang đường. Đậu phộng rang đường còn được biết đến với cái tên là đậu phộng chu chu nữa. Hiện nay thì chợ đêm Phú Quốc cũng có rất nhiều người, những người ra bán tour du lịch một ngày cho thuê xe giá rẻ. Tuy nhiên, những người này thường không ngồi quầy cố định mà thường đi theo, chèo kéo, mời gọi khách du lịch mua dịch vụ. Thực sự là khó có thể tin tưởng và không có gì đảm bảo cho du khách về độ uy tín của các cá nhân này. Tiếp theo đó chính là suối Tranh Phú Quốc. Nằm cách thị trấn Dương Đông khoảng 9 km về phía nam, thì suối Tranh Phú Quốc là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Phú Quốc. Suối Tranh được bao bọc bởi cây cối xanh tươi với đủ loại hoa thơm, dọc hai bên bờ suối là những đám rêu xanh cùng với những thân cây màu xanh xám được phủ lên một lớp rêu mềm mại, có khi lại chấm phá thêm nhiều màu sắc sặc sỡ do có những cây phong lan đủ màu sắc điểm thêm cho màu sắc của con suối Tranh này. Điểm nhấn của khung cảnh thiên nhiên tại suối Tranh đó chính là những đàn thác nhỏ chạy qua gần đá rồi tuôn đổ xuống như những dãy lũ trắng mềm mại nổi bật trên nền rừng xanh thăm thẳm.
du khách sẽ được ngã mình trên những tảng đá để nghe tiếng suối chảy róc rách, được nghe tiếng chim kêu trong bầu không khí thoang thoảng hương hoa rừng. Khung cảnh tự như bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp nên người ta gọi là suối tranh. Mùa mưa chính là thời điểm đẹp nhất khi tới tham quan suối tranh. Các bạn sẽ bị cuốn hút bởi không khí trong lành cùng với vẻ đẹp kỳ vĩ của suối tranh. Lúc này những con suối đang có một lượng nước dồi dào làm cho những đoạn nước trở nên trắng xóa, huyền ảo hơn. Mùa mưa cũng khiến cho cây cối trong rừng trở nên tốt tươi hơn. Con suối lúc này cũng được bao bọc bởi cây cối xanh tươi, hương thơm của hoa rừng. Dòng suối trong veo hiền hòa chảy qua các ngóc ngách, vượt qua những tảng đá lớn, tạo nên tháp cao và hồ rộng. Tất cả như hòa quyện lại với nhau, làm cho suối tranh thành một bản tình ca giữa biển đảo đất trời. Trái lại với những cơn mưa hối hả đã khoác lên con suối những dải lụa trắng xóa, nếu như du khách đến với suối tranh Phú Quốc vào mùa khô sẽ là một cảm giác hoàn toàn mới. Có một không gian tĩnh mặt, suối tranh cạn nhưng vẻ đẹp vẫn như một bức tranh. Lúc này thì con suối trở nên hiền hòa hẳn hơn, nhẹ nhàng và chảy róc rách thôi. Đôi lúc có những cơn gió nhẹ lướt qua làm bớt đi cái cảm giác nóng bức khi leo núi. Thỉnh thoảng thì lại đi qua những đoạn đường âm u đặc trưng của núi rừng. Nhưng ngày sau đó là đoạn đường ngập tràn những tia nắng mặt trời len lỏi qua cái tán cây rậm rạp, chiếu xuống mặt đất, phủ lên một lớp lá khô xen lẫn cỏ dại cực kỳ lãng mạn luôn. Cuối cùng đó chính là địa điểm du lịch Phú Quốc, nhà tù Phú Quốc. Nếu các bạn đã từng đi du lịch Phú Quốc và ghé thăm nhà tù Phú Quốc thì chắc chắn sẽ được nghe hướng dẫn viên hay là thuyết minh viên giới thiệu rất nhiều về những màn tra tấn dã man, những câu chuyện rợn người hay ngay cả những cuộc vượt ngục ly kỳ tại địa điểm du lịch Phú Quốc này. Nhà tù Phú Quốc nằm tại địa chỉ số 350 đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc xã An Thới, huyện đảo Phú Quốc. Đây là một trong những điểm tham quan nổi tiếng của du lịch Phú Quốc. Mỗi năm thì nhà tù Phú Quốc đón hơn 10.000 lượt khách ra vào tham quan. Phần lớn du khách đến tham quan nhà tù Phú Quốc có rất nhiều nguyên do, vì tò mò với những màn tra tấn tù nhân dã man, mà cũng vì muốn tìm hiểu về một thời lịch sử hào hùng của dân tộc trong thời chiến tranh cũng có, hay là chỉ đến vì nó nằm trong chương trình tour tham quan đảo Phú Quốc cũng có. Nhưng mà cảm động hơn hết là có những cô, những chị, những người có người thân là cha, là ông và thậm chí là chồng từng bị giam giữ tại nhà tù Phú Quốc này. Họ đến để tìm lại những gì còn sót lại, dù chỉ là ký ức đau thương hay chỉ vì một cái tên được khắc trong nhà tưởng niệm. Bên cạnh đó, các tù nhân Phú Quốc ngày xưa may mắn vượt ngục thành công hoặc được thả sau khi đất nước giải phóng cũng tìm về. Họ tìm lại nhà tù Phú Quốc với mong mỏi tìm lại những anh em đồng chí đã từng hy sinh tại địa ngục trần gian này. Nhà tù Phú Quốc được công nhận là di tích lịch sử quốc gia bởi Bộ Văn hóa Thông tin vào năm 1995. Di tích nhà tù Phú Quốc được phục dựng để tái hiện lại lịch sử của trại giam tù binh cộng sản tại Phú Quốc, là minh chứng sống động nhất về tội ác của lưu vực thực dân. Bên cạnh đó, còn có nghĩa trang liệt sĩ, là nơi các chiến sĩ cộng sản đã anh dũng hy sinh trước sự tra tấn dã man, hay là tượng đài hình nắm tay mang ý nghĩa biểu trưng cho sự hiên ngang, tinh thần vùng lên đấu tranh của những tù binh Phú Quốc trước sự đàn áp của quân xâm lược. Và trên đây chính là 10 địa điểm du lịch Phú Quốc mà theo blog du lịch là các bạn nên dành thời gian tham quan ít nhất là một lần trong chuyến du lịch Phú Quốc của mình. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc nổi tiếng kể trên thì có thể để lại bình luận bên dưới để blog du lịch chia sẻ với các bạn trong những video sau nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm du lịch Phú Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.